Tính đến ngày 18 tháng 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Quế Châu đã ban hành 257 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2024 do không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của địa phương. Trong đó nhiều nhất đã ở các xã đại tập 45 trường hợp, xã Thuần Hưng 31 trường hợp, xã Thành Công 26 trường hợp. Toàn huyện có 22 trên 25 xã thị trấn ra quyết định xử phạt. Hành vi vi phạm gồm không có mặt đúng thời gian và địa điểm khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng. Căn cứ quy định pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 11 triệu đồng một trường hợp. Tổng số tiền xử phạt đã nộp về kho bạc nhà nước là trên 1,5 tỷ đồng. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2024 nhằm giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, các hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 trên địa bàn huyện.